Xin chào tất cả các bạn, sau đây là câu chuyện Nữ sinh giao bán trinh tiết với giá 8 tỷ đồng. Nữ sinh viên 27 tuổi muốn lần đầu tiên của mình thật sự đặc biệt. Elizabeth, một nữ sinh y khoa tại Mỹ, luôn cảm thấy tò mò về lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra như thế nào. Chính vì thế, cô quyết định sẽ đấu giá trinh tiết của mình và số tiền mà cô mong muốn đạt được là 250.000 bảng Anh. Elizabeth đã đăng tải thông tin giao bán lần đầu tiên của mình và tuyên bố không giới hạn bất kỳ quốc gia nào. Trên trang web của mình, cô nữ sinh nóng bỏng đã đăng một loạt hình ảnh trong bộ bikini quyến rũ nhưng không để lộ mặt. Ngoài ra, cô cũng tuyên bố rằng mình chưa bao giờ quan hệ tình dục, chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nút và cũng chưa bao giờ để cho bất kỳ ai thấy thân thể của mình. Elizabeth thừa nhận tiền là động lực khiến cô giao bán lần đầu tiên của mình, nhưng cô nói cô sẽ không hưởng thụ một mình mà tặng 35% cho tổ chức từ thiện dành cho phụ nữ. Cô cũng hy vọng nhận được hơn 250.000 bảng Anh, tương đương hơn 8 tỷ đồng. Elizabeth cũng khẳng định tình yêu không phải là một phần của thỏa thuận này, tất cả chỉ là tình dục và tiền. Cô chia sẻ, tôi đẹp, lôi cuốn và có học thức, tôi là một trinh nữ, tất cả những điều đó mang lại cho tôi quyền lợi, vì thế tôi đã quyết định thực hiện quyết định táo bạo này. Tôi hy vọng bạn thích thú với điều đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mời các bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video hay và mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.